Em đi mình hay đi với ai bé? Em đi mình chị. Chị biết không, cái mặt của em hả? Em không bao giờ, em chưa bao giờ em đi nặng mụn á. Trời trời, một sai lầm lớn. Nhưng mà sao em lại biết chị? Chị, tại vì em làm bên gym á. Chị Nga Lê bên Pilates á, chị chỉ em vào đây. Chắc chị cũng không biết. Với lại cái hồi trước là em làm bên Nika nữa, mỹ phẩm Nika á. Cũng không biết luôn. Bên nó làm cái chỉ em vào đây. Nói chung chắc là nhiều người họ điều trị chị, cái em thấy tin tưởng em qua đúng không? Dạ, tại vì em đi, em sợ đi vô spa làm thăm mặt đó chị. Em đâu dám làm đâu. Tại vì nếu mà em đi spa đúng là em đi spa mà không đúng thì mặt em nó vừa tốn tiền rất là nhiều nha, mà lại không hết luôn. Cũng là đi spa không đúng á. Dạ. Vì chị ở bên chị là chuyên về điều trị mụn, chuyên về mụn á em. Mà nếu như mà cái kem mà chị đánh một thời gian mà ngưng nó có lan ngoại không chị? Chị nói em nghe nè, cơ địa em bị mụn nha. Dạ. Em dùng một cái sản phẩm bất kỳ nha là nó hết mụn đúng không? Mà em ngưng á thì chắc chắn là nó sẽ lên mụn. Không phải là do kem mà là do cơ thể mình. Yeah. Do cơ thể mình bị mụn mà mình không có dùng gì để mà ức chế hoặc là để mà bảo vệ da của mình hoặc là chăm sóc thì nó sẽ lên mụn. Thay vì ví dụ em ngưng kem chị đúng không, em dùng một sản phẩm khác nó ok thì vẫn không lên mụn, vì nó cái sản phẩm khác là nó điều trị mụn. Nhưng em dùng ok rồi thì mắc chị em phải ngưng, em hiểu không? Tại vì da mình có vấn đề thì mình phải dùng hoài. Còn nếu mà em là thuộc dạng mà dị ứng thôi á, dị ứng thôi thì em ngưng dùng, vì em chuyển qua dưỡng. Khi mà em hết mụn rồi em chuyển qua những cái dòng dưỡng, dòng bảo vệ da rồi đó, thì nó vẫn không lên mụn. Và lâu lâu em đi lấy nhân mụn cho chị là nó sẽ đẹp miết à. Em ngưng vẫn được ha, không có vấn đề gì ấy. Nhưng mà da em mà cơ thể em mà mụn quá nhiều á thì em nên dùng. Vì như bản thân của chị là chị dùng đó, chị dùng 9 năm rồi đó. Hắn không sao ấy. Em sợ nó có dạng như là phụ thuộc đó hả? Không em. Vì da mình là mình phải điều trị, mình phải bôi, không bôi sản phẩm này thì mình bôi sản phẩm kia. Từ khi cái da em mà hắn quá đẹp rồi thì chị khuyên là không nên dùng một cái gì hết. Vì khi mình đã dùng rồi là hắn quen rồi. Thì em dùng mới đẹp, em không dùng thì tất nhiên nó xấu rồi. Chứ không thể nào mà em ngưng dùng mà nó đẹp được. Hiểu không? Ngưng dùng mà nó đẹp thì sản phẩm nó có tiền trăm triệu một lọ người ta vẫn mua. Em hiểu không? Không có cái sản phẩm nào như vậy hết. Ví dụ như cơm em ăn một lần có no luôn không? Đúng không? Dạ. Cái gì cũng được. Như sữa rửa mặt em cũng phải rửa hàng ngày chứ đúng không? Chứ mình đâu có thể nào mà mình không rửa, mình đã rửa quen rồi. Em cứ nghĩ như đó, nó thoáng ra giùm chị. Có nhiều người cứ suy nghĩ là phụ thuộc vào kem này rồi cứ sợ, cứ luôn luôn sợ. Nói chung em cứ điều trị từ từ. Cái da mình đang xấu mình cứ cải thiện trước, còn ví dụ sau này mình dùng nó sẽ khác và theo chị hướng cho. Chị hướng da vừa khỏe mà vừa đẹp nữa. Chứ không có vấn đề gì hết á. Vấn đề trừ là phải hết cái mụn này đã nè, hết thâm nè. Vấn đề da em nhà trừ là cũng là thuộc dạng nặng rồi đó. Vì em để quá lâu rồi. Nhà trừ cái đẹp trước, xong đó thì em theo chị, em nghe chị. Ví dụ như em thấy chị cái gì cũng đúng thì em cứ qua chị em hỏi vấn đề da em nó bị như thế này, bị như thế kia và em nên tiếp tục là như thế nào, thì cứ đi từ từ em hiểu không? Thì khi mà hết mụn rồi mình mới tính được những cái bước tới được, và em thấy hiệu quả thì em mới có cái sự tin tưởng và em nghe chị được, đúng không? Nói chung em cứ cho chị tháng đi và em sẽ thấy. Tháng chi mà giờ chờ chị nặng với chị làm cho em xong là tuần sau em đã thấy nó khác rồi, chị chắc chắn luôn nha.
rồi mụn để mà ta nói là em đi điều trị chắc cũng nhiều rồi đúng không? Tốn kém nhiều rồi đây. Tốn nhiều chưa? Chục á chị. Trời ơi. Qua chị sớm là không tốn rồi. Ý là cũng tốn bên chị nhưng mà tốn vài triệu thôi mà đã đẹp xong rồi á em. Nói chung đừng, mụn em là mụn cơ địa bé hiểu không? Nên là em đừng có bao giờ có suy nghĩ là trị một lần là hết luôn. Không có, không bao giờ nha. Trị hết nhưng mà nó lên lại. Còn đừng bao giờ nghĩ là đẩy nhân mụn lên một lần là hết luôn. Sai luôn. Vì cơ thể của em mà. Em đi này, đi kia, em dùng này, dùng kia, em ngủ trễ rồi em... Nói chung nhiều yếu tố lắm. Đáng đẩy nữa mà cơ địa mình mụn nữa là nó bung lên thôi. Nhiều người nghĩ là dùng đáng đẩy lên lần là hết luôn, không lên nữa. Sai nha. Em hiểu được mụn là em... mặt em sẽ không bao giờ có mụn. Hiểu cơ chế của mụn như thế nào á. Những cục mụn ẩn dưới da này thì khi viêm thì nó lên những cục ổ nó, cái ổ của em đó, cái ổ mụn mà em kêu ngứa đó, đó là nó gây ra ổ viêm đó. Cho chị ít băng à thôi. Bé về chứ bé nằm bé chờ lâu rồi. Ui. Văng lên. Lại không, mặt chị đang điều trị nên chị không bịt được, mà ta bịt ta thở không được, ta ăn bụng luôn ba nghiệp, chưa có cảm giác giật mình thôi. Chết. Học được tiền em. À Hà ơi, dạ. Xí hỏi thằng bé tay đồ là làm cho cái bằng theo con duyên luôn. Thế là đợi Cali kêu Cali làm à? À, con ngăn hình như chưa có. Ngăn cũng thích đó, chắc đó. Ngăn con mi đồ cũng có chưa hè, chưa luôn đúng không? Mấy đứa cái đợt nó hình như chị chưa làm á hà. Không biết có chưa hè, nhớ nữa. Chị nhớ hình như cái đợt đó chị đâu có trao bằng cho đứa mua đâu. Cái đợt đoạn đó là... Còn con Tâm thôi. Làm mười mấy năm rồi mà lần đầu tiên bụng bay vô tâm họng luôn rồi. Hồi nãy bình thường là bay trên mặt, trên mũi, trong mắt, trong con mắt đồ luôn rồi. Bay vô mâu, vô đồ là bình thường. Chứ bay vô thẳng, vô họng, mở miệng ra chi trời. Bay gì giật mình luôn. Hả?
À vô cái lỗ luôn, mũi luôn. Cái con này hình như bữa hôm trước có ai bị rồi. Chị nhớ là có đứa mùa bị bay thẳng vô trong cái lỗ mũi của quán.